Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12-2024 sửa đổi bổ sung một số điều về giá đất, trong đó nêu 4 phương pháp định giá đất. 4 phương pháp định giá đất gồm phương pháp so sánh, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Nghị định 12-2024 của Chính phủ cũng bổ sung thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất. Các thông tin để áp dụng phương pháp định giá đất là thông tin trong khoảng thời gian không quá 24 tháng, tính từ thời điểm định giá đất trở về trước. Ưu tiên sử dụng thông tin gần nhất với thời điểm định giá. Về quyết định giá đất cụ thể, Nghị định 12/2024 quy định căn cứ nguyên tắc định giá đất của Luật Đất đai, điều kiện áp dụng phương pháp định giá đất, kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. Đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương,